Ngôi chùa Khmer này nằm trong quần thể làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, với tổng diện tích 0,8 ha. Ngôi chùa được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2013 theo mẫu kiến trúc của chùa Khleng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Quần thể chùa Khmer được các chuyên gia văn hóa, lịch sử, các nghệ nhân và bà con Khmer trực tiếp tham gia tư vấn và xây dựng. Đây là một tổng thể kiến trúc có rất nhiều hạng mục khác nhau. Chùa của người Khmer được xây dựng theo hướng tâm tỏa, tức là lấy chính điện làm trung tâm để xác định các hạng mục khác bao quanh. Các công trình đều có mái lợp ngói vẩy cá và các chi tiết trang trí mang đậm tín ngưỡng Khmer. Ngôi chùa hội tụ đầy đủ những nét kiến trúc văn hóa của chùa Khmer ở Nam Bộ. Chùa Khmer là một trong những cái địa điểm mà được rất nhiều du khách quan tâm và yêu thích. Mỗi du khách đến đây đều ghé qua thăm chùa. Đây là một ngôi chùa theo trường phái Nam Tông mà đã có sư chủ trì do Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm. Đây là một những trong những cái ngôi chùa mà đã có những cái hoạt động thường xuyên phục vụ du khách. Chùa Khmer là nơi gắn kết đồng bào Khmer với cộng đồng các dân tộc khác và mọi người dân, du khách trong nước, quốc tế, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Quần thể chùa Khmer là một điểm đến nổi bật mang tính tôn giáo với kiến trúc độc đáo. Du khách sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy khi vừa đặt chân đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ngôi chùa là nơi sinh hoạt tôn giáo, văn hóa của đồng bào Khmer giữa thủ đô Hà Nội. Đặc biệt vào các ngày lễ Tết truyền thống của đồng bào Khmer, các vị sư sãi tập trung về đây tổ chức các hoạt động tôn giáo, văn hóa hết sức ý nghĩa nên thu hút rất đông du khách đến tham quan. Trong những cái dịp đầu năm này thì nhà chùa tổ chức những cái khóa lễ cầu an, cầu cho quốc thái dân an, rồi cầu cho may mắn, cầu bình an cho mọi du khách. Thì mỗi cái du khách đến đây thì cũng thấy rằng đây là một cái địa điểm mà rất là vừa là tâm linh, vừa là linh thiêng mà cũng là một cái ngôi chùa rất là đẹp. Thì có thể nói rằng đây là cái ngôi chùa đã và đang phát huy được cái tác dụng của nó tại làng văn hóa du lịch các tỉnh Việt Nam. Đến tham quan ngôi chùa, du khách sẽ hiểu thêm về phong tục tập quán cũng như nghi thức của Phật giáo Nam Tông Khmer, qua đó góp phần tô đẹp thêm tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer với cộng đồng các dân tộc anh em trong cả nước.